I will ask you some questions about yourself. Yes. And you have to answer all of my questions. Yes. Okay. Yes. Where are you from? I'm from Vietnam. Where did you live? I live in Con Tum. What nationality are you? I am Vietnamese. What is your name? What is your name? My name is Trinh. Are you Vietnamese? Yes, I am. What class are you in? I am in class 3P. What school do you go to? My school is full. Okay. And what is your favorite food? My favorite food is fried chicken. Yes. And what is your favorite subject? My favorite subject is English. Okay. What do you want to be in the future? I want to be a singer. Okay. Thank you. Yes. Rồi, bạn chị làm được không? Cười lên coi. Rồi bây giờ chú nói này. Chị làm rất là tốt ha. Một số câu hỏi là anh chị trả lời rất là ok. Nhưng mà anh chị nhớ cho chú là một số cái âm cuối, được chưa? Là con bị mất về đọc rõ ra. Và thứ hai là một số câu hỏi của con á là con chưa trả lời được, thì về nghe lại để trả lời cho chú, được chưa? Rồi, ok. This video is copyrighted by Amity English Club. Cell phone 090-642-6657. Con Tum City, Vietnam.